Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất mà ban biên tập chúng tôi mới cập nhật trong 24 giờ qua, để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Rất mong sự ủng hộ và đóng góp của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở phía dưới màn hình. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Theo thời báo Hoàn Cầu, thảm kịch xảy ra hôm vừa qua trong cuộc thi marathon đường núi ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc của Trung Quốc. Hãng tin Hoa Xã đã xác nhận có tổng số 172 người tham gia cuộc thi chạy marathon trên quãng đường núi 100 km ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, trong đó 21 người đã thiệt mạng và 8 người khác phải nhập viện trong tình trạng đã ổn định. Cuộc chạy Việt dã cuối tuần đã trở thành một trong những sự kiện thể thao chất chắc nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Trong danh sách những người tử vong có Li Jiading và Huang Uanjun, hai vận động viên chạy Việt dã hàng đầu của Trung Quốc. Sihang Suchen, thị trưởng thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, nơi thảm kịch xảy ra, đã gửi lời xin lỗi đến các gia đình của nạn nhân. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc China News, Cục khí tượng tỉnh Cam Túc có đề cập trong bản tin thời tiết quan trọng phát ngày hôm trước rằng vào ngày mai tỉnh Cam Túc có gió mạnh và dông, nhiệt độ giảm và có mưa. Đồng thời lưu ý người dân chú ý đề phòng mưa lớn, mưa đá, sét và gió giật mạnh. Sáng hôm sau, ngay sau khi thảm họa xảy ra, China liên hệ với Cục khí tượng huyện Cảnh Thái để xác nhận được cơ quan này là đơn vị phụ trách cung cấp thông tin thời tiết phục vụ cho giải Bun Chai Chai ở địa phương. Theo đó, đơn vị này đã gửi thông điệp cập nhật riêng biệt về điều kiện thời tiết địa điểm cuộc thi để đến với ban tổ chức sự kiện. Những thông tin được cập nhật bao gồm dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất, cấp độ gió nhưng lại hoàn toàn không có thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập. Đây được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm họa thảm khốc nhất trong lịch sử thể thao của Trung Quốc. Khối không khí lạnh xâm nhập bất ngờ gây ra mưa đá và gió mạnh. Khi cuộc đua đã được bắt đầu và đi vào chặng đua khó khăn nhất, thời điểm tập kết CB2 đến CB3 trước điều kiện thời tiết cực đoan, chặng đua này biến thành chặng đua tử thần, cướp đi sinh mạng của 21 tuyển thủ, trong đó có những nhà vô địch của môn chạy đường dài Trung Quốc. Vậy tại sao cả Cục khí tượng lẫn ban tổ chức đều không có được thông tin khối không khí lạnh xâm nhập chết người này? Theo Cục trưởng Cục khí tượng huyện Cảnh Thái, Liu Sihantao, đoạn đường đua mà các tuyển thủ gặp nạn nằm trong khu vực của thắng cảnh Hoàng Hà Thạch Lâm. Đây là khu vực hầu như không có người dân sinh sống, nên đây là phạm vi dự báo thời tiết dài ngày. Những hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột khi khối không khí lạnh xâm nhập không nằm trong trạng thái theo dõi thời tiết nên sẽ không được cập nhật. Một trong những vấn đề xảy ra với cơ thể khi bị hạ thân nhiệt, đấy là tạo ra ảo giác. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm thương của 21 vận động viên Trung Quốc. Ngay cả bản thân Lương Cảnh, người đã chinh phục hành trình cuộc thi lớn nhỏ với thể lực cực kỳ sung mãn và kinh nghiệm có thừa, vẫn không tránh khỏi kết cục đau xót. Theo lời kể của Lâm Áo, vận động viên trực tiếp phát hiện và tham gia cứu hộ Lương Cảnh, vận động viên hàng đầu Trung Quốc này chết vì rét sau khi bị ngã trên đường đua. Thời tiết cực đoan khiến hầu hết các vận động viên đều phải quay đầu trước khi đến lượt CB3. Đây là con đường dốc đứng, khi lên đã khó, đi xuống lại càng khó hơn. Khi cơ thể bị hạ nhiệt, thân nhiệt sẽ phát sinh ảo giác. Các vận động viên nghĩ mình đang đi đúng đường, trong khi đó lại bước chệch đường và rơi xuống vực. Đường đua ở đây rất nhỏ, chỉ rộng khoảng 50 cm, nên trong tình trạng bất sức, không tỉnh táo kèm theo ảo giác, thảm họa xảy ra là điều khó tránh khỏi. Với những vận động viên hàng đầu như là Lương Cảnh, dẫu sức khỏe tốt nhưng không thể kiểm soát được ảo giác phát sinh từ việc hạ thân nhiệt, cùng với quan niệm phải đi cho ấm người, nằm lại giữa giá rét, chết rét, nên từng bước đi trên con đường tử thần. Trong thảm cảnh này, các lực lượng cứu hộ đã được triển khai cực nhanh với số lượng lớn, song công tác tìm kiếm lại cực kỳ khó khăn khi đa số những trường hợp tử vong đều rơi chệch ra ngoài đường đua. Nhiều vận động viên đã được tìm thấy khi đang nằm hôn mê trên đường, cá biệt có những người hôn mê gần 3 tiếng và sau đó đã được cứu sống. Song với những người ngã ra khỏi đường đua về ảo giác, công tác tìm kiếm cứu hộ trở nên cực kỳ khó khăn, dẫn đến số lượng tử vong nhiều kỷ lục. Trả lời phỏng vấn trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một người sống sót đã nói: "Nhà chức trách không hề thông báo về nguy cơ thời tiết xấu cũng như giá rét bất ngờ ập đến. Người này nói anh vẫn cố gắng chạy tiếp khi thời tiết xấu đi. Trên đường anh ấy nhìn thấy từng người một ngã xuống, ngay cả những vận động viên có kinh nghiệm." Vận động viên giấu tên nói: "Anh cố gắng chạy tiếp vì nghĩ đến khoản phí tham gia là 1.600 nhân dân tệ, tương đương khoảng 5,7 triệu đồng. Khi nghĩ lại về lúc đó, tôi chỉ muốn tự trách mình", người này nói. Trong một đoạn đường chạy, các vận động viên phải leo lên độ cao 1.000m trong quãng đường 8 km, mặt đường gồ ghề đầy bùn đá, trong khi bầu trời thì u ám, gió mạnh, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Người này nói rằng từ đoạn đó chỉ có một đoạn đường lên chứ không có đường xuống, cung đường đó khó đi đến mức xe máy cũng không thể leo được. Người sống sót kể lại rằng khi không còn có thể đứng vững vì giá rét, tôi cố gắng tìm nơi để ẩn nấp lấy một chiếc chăn mỏng để giữ nhiệt nhưng bị gió thổi bay. Tôi thấy chăn của những người khác bị gió xé thành nhiều mảnh, vận động viên này nói. Anh có lúc còn không cảm nhận được tay chân, lưỡi cũng tê cứng. May mà tôi vẫn có thể trèo xuống, nếu không đã bị chết vì hạ thân nhiệt. Người này nói rằng, ngoài việc bị hạ thân nhiệt, một nạn nhân tử vong do chấn thương sau khi bị ngã từ trên cao xuống mà không việc gì. Một người khác sống sót cho biết,
Đây không còn là cuộc chạy đua việt dã nữa mà là cuộc chiến sinh tồn. Mình cảm thấy may mắn khi vẫn còn có thể sống sót trở về. Kính thưa quý vị, vỡ đập ở thành phố Hulunburi ở Nội Mông, phía bắc của Trung Quốc xảy ra do mưa lớn vào cuối tuần qua. Hai con đập ở hồ chứa Song An và Sinh Pha tại khu tự trị dân tộc Dao Morin Dawa ở Hulunburi, khu tự trị Nội Mông bị vỡ hai ngày trước khi mực nước sông Nuomin tiếp tục dâng cao vì mưa lớn. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin, vụ vỡ đập ảnh hưởng tới 16.660 người, làm ngập 21.708 ha đất nông nghiệp và phá hủy 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc. Đến 20 giờ đêm cùng ngày, Cơ quan Quản lý Phòng chống lũ lụt và Quốc gia Trung Quốc đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp địa phương. Trước vụ vỡ hai đập ở Nội Mông, người dân địa phương đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Chưa có thông tin về thương vong cho thời tiết tin tức được đăng tải. Thời báo Hoàn Cầu cho hay, đỉnh lũ đã qua và những thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tổng dung tích nước từ hồ chứa nước của hai con đập bị vỡ là 46 triệu mét khối. Bộ này cho hay lượng mưa ở Hulunburi vào cuối tuần trước ở mức trung bình 87mm và nhiều nhất là 223mm tại trạm quan trắc Moridawa. Đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong những con đập bị vỡ, nước cuốn trôi hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ sản xuất điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển. Hơn 80% hồ chứa trong số này có tuổi đời từ 4 thập kỷ trở lên. Lũ lụt nghiêm trọng gây ra vụ nổ ở nhà máy nhôm của Trung Quốc. Vụ nổ lớn tại một nhà máy nhôm bị ngập lụt ở miền Trung Trung Quốc đã được camera ghi lại. Newsweek đưa tin, đoạn phim do camera ghi lại cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng của quả cầu lửa bao trùm một nhà máy hợp kim nhôm ở miền Trung Trung Quốc. Nhà máy phát nổ giữa lúc khu vực này đang trong cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Đăng Phong thuộc tỉnh Trịnh Châu, Hà Nam cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ ngày 20 tại một công ty hợp kim ở thị trấn Cảo Thành thuộc sở hữu của tập đoàn Đăng Phong Power. Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng, sông Dinh gần đó đã bị vỡ bờ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ tràn tới nhà máy làm sập các bức tường xung quanh, sau đó tràn vào các bể hợp kim chứa dung dịch ở nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ. Vụ việc nghiêm trọng diễn ra trong bối cảnh những trận mưa như chút tiếp tục rội xuống khắp các khu vực trên toàn Trung Quốc. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam mô tả, cơn mưa lớn gần đây đã vượt qua các con số kỷ lục trong lịch sử. Trong 3 ngày liên tiếp tính đến 11 giờ sáng ngày hôm sau, các khu vực của tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lên tới 51cm, riêng ở Đăng Phong là 29cm. Theo dữ liệu của Cơ quan Khí tượng tỉnh Hà Nam, hôm qua văn phòng thời tiết đã đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng nhưng sau đó nhanh chóng tăng cấp lên mức màu đỏ cho 2 ngày tiếp theo. Thưa quý vị, trận lở đất ở khu vực đồi núi của một huyện Hồ Bắc đã phá hủy 3 ngôi nhà, chôn vùi 9 người vào sáng sớm nay. Chính quyền thành phố Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc đã điều động 9 xe cứu nạn, 48 lính cứu hỏa đến hiện trường lở đất tại thôn Viên Sơn, huyện Hoàng Mai, ngoại ô thành phố. Hiện chưa rõ tình hình những người gặp nạn, hơn 40 người dân trong thôn đã được sơ tán. Từ nửa đêm tới 6 giờ sáng nay, thị trấn Đại Hà của huyện Hoàng Mai hứng chịu lượng mưa lớn lên tới 353mm. Lượng mưa trút xuống toàn bộ Hoàng Mai lên tới 200mm. Lượng mưa lớn khiến gần 500 học sinh trong huyện không thể tới trường. Từ đầu mùa mưa tới nay, huyện Hoàng Mai đã xảy ra 4 đợt mưa lớn. Lượng mưa lên tới 623,5mm, gấp 2,5 lần lượng mưa trung bình hàng năm. Chính quyền huyện nâng cảnh báo cứu nạn từ cấp 4 lên cấp 3. Từ đầu tháng tới nay, lượng mưa trút xuống tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trùng Khánh đạt mức cao nhất từ năm 1961, với lượng mưa ở một số nơi cao gấp 2-3 lần trung bình trên năm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.